Đây là cái cách sử dụng đốt cái đèn này ha. Đầu tiên á là khóa hết nè, cho cái vạch trắng đi xuống hướng 6 giờ ha. Đó rồi mình cột tim vô, nếu mà có cái tim mà đốt rồi đó, thì mình không cần cột. Còn cái này thì mình cột tim mới vô. Trước khi cột tim mới vô thì mình thắt gút nó khoảng một vòng trước đi, để mình đút vô mình siết lại cái này xong. Đây, dầu làm đổi rồi ha, đổ tới đây thôi ha. Đó, mình đừng có ham đổ nhiều nha, chừa khoảng không cho nó, đặng nó tạo hơi, tạo áp suất. Đó, tim thì cột dễ thôi, cứ cột vô cái cục sứ này thôi, cục đất này thôi. Đó, chút em tặng kèm cho anh thêm cục đất sơ cua để dành. Đó, cột vậy thôi nè. Đó, thì trong lúc thao tác thì mình lấy bóng ra đi. Đó, mình lấy bóng ra đi, để dưới bàn ha. Đó, rồi mình cắt hai cái dây dư của nó đi, cắt hai dây đi. Đó, này là cái chén đốt nè, đây là cái chén mồi nè. Đó, cái này là cái chén mồi nè, cái chén mồi cồn nè. Khi mà mình đổ cồn đây á, nó mồi cái lò xo nè, cái vòng tròn nè, cho nó nóng để khi mà dầu nó đi qua vòng tròn này nó quá hơi xong á là nó phun lên cái bếp này, rồi đi xuống cái tổ ong này, cục sứ này, nó mới cháy cái này ha. Đó, cái quy trình nó là vậy đó. Rồi giờ mình bắt đầu mình đổ cồn vô đây, đổ cồn mình mở cái nắp ra nè, chích cồn này. Đây là cồn y tế, cồn 90 ha, mình bơm vô, mình cứ đút vô nè, bóp sao thấy nhiễu xuống sàn đó là ok rồi đó, là đầy rồi đó ha. Rồi nhiễu xuống sàn rồi đó, đó là ok rồi đó. Đây rồi mình lấy hộp quẹt mình thui cái này, mình vừa thui cái này mà mình đốt lên rồi đó. Đó mình chích lửa đen cái là còn tự động nó bắt lên thôi ha. Đó rồi sẵn mình thui cái tiền luôn. Ở trên đây nó em ở trên lầu 3 nó hơi gió. Em lấy cái này luôn, em khò luôn. Cái này khò luôn cho lẹ. Khò cho trái cái tim đi. Khi mà trái cái tim này đi á, cái tim này mà trái đi á ha, thì chút nữa cái tim mới tròn. Này hơi gió nha. Đó. Này gió nhiều lắm. Nếu mà trường hợp mà gió nhiều á thì mình đẩy cái này ra luôn, đẩy bóng luôn nè, xỏ bóng luôn nè, đẩy luôn để cho nó đừng có bay hơi nóng đi, để cho nó nóng cái lò xo thì nó đủ nóng, nó mới cái nguyên lý của nó là đủ nóng nó mới hóa dầu thành hơi để mà nó cháy ha. Đó, đó rồi. Khi mà nó nung á, mình nhìn xuống đây nè, mình nhìn xuống mình ngược lên mình thấy lửa đang đốt, thì mình nung nó khoảng hơn 1 phút đi. Đó. Này khóa hết rồi nha. À, nếu mà mình quên bơm á thì giờ bơm được, bơm cỡ khoảng lên cỡ khoảng bơm thì mình cầm vậy nè, khóa hết lại rồi, khóa đây luôn, khóa này lại, khóa cứng lại luôn. Đó. Đó, khóa cứng là luôn, rồi mình bơm, trong lúc ngoài bơm cũng được, bơm lên tới khoảng 1,5 đi. Bơm là một tay vịn ha, một tay bơm, mình nên bơm trước đi, em quên bơm đó, giờ bơm cũng được, chả sao. Bơm 1,5 cũng được. Bơm 1,2 thôi. Đó. Để cho nó mồi đi. Chỗ nào gió nhiều thì mình đẩy kính lại, còn chỗ nào không có gió thì mình cứ mở ra luôn. Chừng nào đốt đẹp xong mình đẩy kính lại cũng được. Không sao hết.
coi còn lại. Ưng thì cửa sổ này mình đậy lại cũng được luôn, mở ra cũng được, nếu gió quá mình đậy lại luôn. Khi mà nó cháy lên rồi là không cần phải gió hay là gì hết. Đó, khóa hết lại, này xuống hướng 6 giờ khóa hết lại mới bơm ha. Đó, em bơm lên cỡ khoảng cái này bầu nó là nguyên zin, màu đồng nó còn lớp mạ ở ngoài nè, nó để cho đồng nó đựng oxy hóa với lại oxy á, nó đen á. Đó, cái này hướng này 6 giờ là cái kim này nó xỉa lên nè, khi mà mình dặn lên hướng 12 giờ á, 1 giờ 12 giờ á, vạch trắng này nằm ở hướng 1 giờ 12 giờ nè, là kim thụt xuống thì lúc đó cái bét nó mới thầm. Chút nữa là mình dặn mở van này, xong mình mở van này ha. Chờ cho nóng đi. Mình nhìn trên đây mình thấy lửa còn mạnh nè, còn nhiều nè. Đó. Trường hợp mà ví dụ như là mà ở trong đây nó hết lửa luôn mà mình mở van không cháy thì mình mở này ra lấy quẹt mình đốt vô cái tim là nó cháy thôi, lúc đó hơi dầu nó phun xuống cái tim rồi là nó bắt nó cháy thôi. Trường hợp mà mình mồi mà mình không chịu coi còn lửa hay không, nếu mà còn lửa thì mình mở van hết tự động nó bắt lửa xuống cái tim nó cháy luôn. Nhưng mà mồi là phải đủ nóng nha, nếu mà mình tự tin mà chưa đủ nóng để quá dầu đành hơi đó thì mình chăm còn vô mồi tiếp không sao hết á. Anh mới chơi thì anh cứ đem ra ngoài ở trước sân ha, anh tập cho nó quen. Còn em quen rồi, muốn đốt đâu cũng được hết. Mồi cho nóng rồi ha. Đó, nó to lắm. Đó, giờ mình mở van ha. Cái này trước này. Đó, nó bắt lửa xuống cháy rồi, thấy không? Ừ. Nó cháy, nó phình đều cái tim lên, thấy không? Mình mở van này một tua thôi. Mở van này một tua thôi, cái mình dặn hướng này lên hướng 1 giờ nè. 1 giờ 12 giờ nè. Đó. Đó. Cái mình dặn qua 3 giờ mình mở lên 12 giờ nè. Đang chi cho nó thông cái bét. Cái kim thọt lên thọt xuống thông bét, đó nó cháy đẹp rồi đó. Mình thấy chưa? Rất là dễ luôn. Này em quay ngay buổi trưa nắng mà sáng mà nó quay từ trên lầu 3 rồi. Thấy không? Thấy đẹp lắm. Nhớ coi cái cách em kỹ ha. Mình bơm trước đi. Nãy em chế còn như em mồi em bơm. Mình bơm trước đi, bơm trước cho nó khỏe. Đó. Thấy đẹp rồi đó. Đẩy cửa sổ lại luôn nè. Đó. Cái này mình chỉ cần dặn mở ra một tua vậy thôi là dầu nó xuống rồi ha. Còn trái này nè, anh muốn bơm thêm cũng được, bơm lên ký rưỡi đi. Đó, bơm lên ký rưỡi đi. Đó, còn cái bóng này không có độ rơi cho nên không bao giờ mà nó bể được ha. Đó, trái đẹp lắm nè, thấy không? Trái không có dư lửa vòm lửa nào ra ngoài hết trơn, trời thấy đã không? Đó nè, mở hướng 12 mấy 1 giờ thôi nè. Còn mình muốn soi á, mình muốn soi bét cho nó sạch á là mình cứ vậy nè. Đó, vậy thôi. Đó, chứ đừng dặn luôn 6 giờ nha, dặn luôn 6 giờ là anh tắt, tắt mất công là mình phải mở ra cái mình nè, mình mở hướng 1 giờ nghe nó khi nè, nghe nó khi nè, nghe không? Đã đang phun hơi á, đang phun hơi dầu nó trộn oxy lên cái cuốn đó là cái cuốn hình dấu hỏi đi thẳng xuống cái tổ ong này nè, nó cháy, thấy không? Đó rồi, thế vậy là chân thôi, không cần phải bơm gì nữa hết á. Vậy là xong là bắt đầu kéo rồng rọc lên cho nó cao lên, nếu mình có rồng rọc đó.
mấy cây mà có soi mép là cực kỳ hiếm nè. Đó, hai núm này thì mình có thể mình chỉ cứng được nè, chỉ cứng để cho cái dung nó không bị đu đưa, thấy đã không? Khi nào mà mình biết nó cạn dầu, mình đốt cỡ khoảng 8-9-10 tiếng gì á, cạn dầu sẽ phực lửa dưới đây, phực lửa sống dưới đây, thì lúc đó mà mình dặn cái này xuống hướng 6 giờ là nó tắt, cái xong mình khóa bên này luôn. Đó. Ok không? Đẹp lắm. Cái này là cái lớp sơn men không bao giờ mà cháy được. Cái này cũng vậy. Cái lớp sơn này sơn men luôn. Ở dưới đây cũng vậy, lớp sơn màu trắng là sơn men luôn, không bao giờ mà nó cháy được, nó nóng cỡ nào nó cũng cháy. Còn cái sơn bình thường là nó nóng là nó rọp liền. Đó. Rồi, ok nè. Cháy càng nóng càng đẹp chứ mới dẫn. Sáng lắm, đốt buổi trưa đó mà vậy nè. Em để kèm ra đây luôn ha. Đó, em đóng cái kèm luôn. Phiểu là để phiểu để châm dầu. Rồi. Còn tắt thì như thế nào? Tắt đúng không? Tắt thì mình xiết cái van số 2 nè, van trên nè. Xiết cứng lại. Xiết cứng lại nó vẫn còn cháy tại vì dầu nó còn từ cái ống này đi xuống đây là. Thấy không? Đó. Xiết cứng lại vẫn còn cháy. Mình thấy nó dần yếu đi rồi mình mới dặn cái này xuống hướng 6 giờ. Tắt luôn. Còn không á thì mình xả hơi luôn cũng được, không cần dặn này xuống 6 giờ. Thấy không? Nó yếu giật nè, ha. Nó hết dầu á nè, dặn xuống tắt luôn nè. Tắt luôn. Rồi xong mình xả, mình dặn một tua cái van này ở đây. Dặn một tua thôi. Nó xì cái phe dầu ra thế là xong. Nó bỏ áp đi á. Rồi là tắt. Rồi. Khi mà mình không xài á thì mình để cái này cho có độ rơ để cho dầu nó đối lưu không khí ở ngoài thoải mái ha, chứ đừng siết cứng. Đó. Đó, đừng siết cái này cứng nha. Khi nào mình xài mình mới siết cứng. Đó, cái này hướng 6 giờ cái này dặn cứng lại là xong. Hết rồi, để dây treo thôi. Này cái tim này mốt mình không cần phải thay nữa. Này cái tim này. Cái đứng giá đó, không cần phải thay nữa. Thấy không? Ok.